Xin chào các bạn, kể từ ngày hôm nay sumoviet.vn sẽ có một event hấp dẫn dành cho anh em. Các bạn chỉ cần vào game Liên Quân Mobile đánh một trận 5 vs 5 bất kỳ, có thể đấu thường hoặc đánh hạng. Sau đó anh em sẽ chat on với cái từ sau đây: mua nick Liên Quân Mobile giá rẻ tại sumoviet.vn. Rồi các bạn chụp ảnh lại, mỗi một bức ảnh, mỗi một trận đấu khác nhau thì các bạn sẽ có 1k trong tài khoản. Như vậy anh em gom là mỗi ngày tầm 10 bức ảnh, 10 trận đấu khác nhau, gửi cho fanpage của shop, kéo xuống nha, fanpage của shop ở dưới này anh em ơi. Gửi yêu cầu ở đây thì các bạn sẽ được cộng tiền vô tài khoản trong shop và dùng để mua nick trong shop. Anh em có thể mua nick random hoặc là mở hòm quân huy, lấy quân huy là tài khoản của các bạn. Ông trời tạo ra địa chấn, còn Mina hôm nay là điểm nhấn nha. Nhấn đê, băng trụ nhấn kìa. Rồi cái băng trụ kìa, hút về đây. Quay sát từng chuẩn. Double kill. Này thì tị nhấn nè. Ông mê gái với cáo siêu thanh, tưởng bé Mina dễ nhấn băng trụ, nhưng mà không ngờ là cái kết. Chết cả đôi. Trong khi đó là Mina vẫn còn rất nhiều máu nha. Và đây chính là bộ kỹ năng mới của Mina. Hôm nay mô việc của anh em thưởng thức cái bộ kỹ năng mới này. Cũng là trận đầu tiên của mình test Mina sau khi đọc cái thay đổi luôn anh em ơi. Nội tại của Mina này, bây giờ cái nữ hái nó không tự phản công nữa, mà thay vào đó là cái điểm cái màu trắng ở dưới anh em ơi. Những cái điểm thù hận này giúp Mina tăng tốc chạy. Khi đủ 10 điểm là được cường hóa chiêu 1 gây sát thương chuẩn, tăng 100% hồi máu. Chính vậy, hồi máu rất nhiều. Quay là hồi máu. Quay càng trúng nhiều tướng địch càng hồi máu nhiều nha. Tối đa là 8%. Cộng với việc là cường hóa chiêu 1 tăng thêm 100% hồi máu, nghĩa là có thể lên đến 16% khi anh em xoay trúng 4 tướng địch. Hồi 16% máu là một cái chỉ số gì đó nó rất gì về này nọ đấy. Có thể cân team được, nhưng bây giờ là chưa cân team được đâu anh em ơi. Bình tĩnh cái đã, bây giờ phải càng nhiều máu càng rát càng tốt. Chú ý nha, để tăng cái điểm thù hận này cho Mina là các bạn đánh thường trúng mục tiêu, hoặc mục tiêu đánh thường trúng anh em là các bạn sẽ tăng điểm thù hận này. Tối đa có thể tăng 20% tốc chạy cho Mina, khiến Mina sẽ cử động hơn rất là nhiều với cái nội tại mới này anh em ơi. Khi các bạn chạy nhanh hơn thì các bạn sẽ áp sát mục tiêu dễ và kéo dễ trúng hơn. Rồi, quay à, xịn đấy, chiêu xịn đấy. Nhưng mà có chạy được không mới là vấn đề đây. Siêu Việt dành cho Mina ngay. Còn chiêu 2 của Mina thì nó tăng khả năng làm chậm trong thoáng chốc. Nói chung cái chiêu này cũng không quá quan trọng đâu. Chiêu cuối thì cũng vẫn hút như xưa. Nhưng mà cái thời gian hút nó có thể đến 2,5 giây ý, khiêu khích 2,5 giây. Thực sự là bằng cái thời gian khống chế của chiêu cuối Adapter. Nói chung là Mina trong phiên bản mới rất là xịn sò này. Trời ơi, tại sao xuống đây cái đông nhở? Cáo thì lúc nào mê mình rồi. Nay có cả Sinestria, rồi anh Quyền Vương. Cân 4 thì cái này thì không nhấn. Nhấn thế này thì chìm luôn đấy. Khỏi lỗi anh em ơi. Cần hỗ trợ, cần hỗ trợ. Rồi team bạn này tản ra rồi, tiếp tục farm cái đã. Trong trận đấu này mình test trong bản test và chơi Mina với phong cách đi đường rồng, nhưng mà không có AD, thành ra không phải hỗ trợ cho ai đâu anh em ơi, tự mình hỗ trợ mình thôi. Bạn quay làm cái gì? Thực sự Mina bây giờ hồi máu cực kỳ ghê nha, và đọc cái kỹ năng mới thì mình cũng đã biết là Mina anh em nên cầm cái phù hiệu bền bỉ cộng với cái nhánh phụ ở nhánh chính ý. Cái phù hiệu cấp 2 là các bạn tăng cái khả năng hồi phục máu nha. Hồi máu cực kỳ ghê luôn. Đấy. Vừa sát thương chuẩn của chiều 1, vừa có hồi máu như diêu nhân, và với cái hồi máu này Taara cũng phải gọi bằng cụ luôn nha. Taara gọi bằng cụ luôn anh em ơi. Với kiểu hồi máu này. Cần đôi easy, cần đôi easy. Đổi máu à? Ai chơi thế? Phải đổi máu phát đầy luôn kìa. Wow, chạy rất là nhanh, mình không đuổi được Quyền Vương. Nhưng mà Sinestria là chắc là hết đường về rồi. Ôi, đông quá. Rồi. Phút này kéo đây. Rồi, không cứu được bạn à. bản lĩnh khống chế rất là nhiều. Omega mới rất là dễ chơi mà cực kỳ khỏe luôn. Với cái kỹ năng mới này ấy, các bạn giống như kiểu chơi Mina mà chơi lữ bố luôn ấy, không cần phải biến về đâu. Đó, xoay chơi một cái là hồi rất nhiều máu rồi. Ô, cái gì vậy? Trời à, ui, chat thương chuẩn nhìn ghê chưa? Xoay một phát, tụt hẳn nửa cái máu luôn. Rồi, xoay tiếp lại. Rồi, ôi, hay. Quả đấy mình xoay 1300 sát thương chuẩn anh em ơi. Nhưng bạn đấy dùng chiêu 2 né được. Hay đấy. Wow. Nhưng mà đứng lại farm thì bạn gãy ngay. Ủa, MOBA. Cháu xin Netia nha. Các bạn xem kênh mình thì mình cũng mới review Omega mới, là anh em cũng biết cái nick mới tạo này, Kirito Asuna fan. Thực ra phim đấy mình mê cực kỳ luôn anh em ơi. Với cái lượng đồ như này anh em ơi, bây giờ bắt đầu nha. Bắt đầu cái chiến dịch cân Steam. Ông trời tạo ra điểm nhấn, à không, địa chấn, còn đầu Mina là điểm nhấn. Nhưng mà chẳng ai thèm nhấn, chạy hết mất tiêu rồi. Cay lại đây. Chạy đâu? Wow. Không chạy được đâu bạn ơi. Wow. Sao mọi người ăn mạng anh ấy nhở? Sát tương chuẩn 1300 sát tương chuẩn. Lại còn nó là cái chiêu 1 xoay kiểu 1400 sát tương chuẩn anh em ơi. Cái này Maloch này, Taara này, nó hợp vào nó tạo thành cái con tướng Mina này nha. Mà Maloch Mina này, Maloch với Taara là không có khống chế. Con này cũng khống chế khiêu khích được của Maloch này, Arum này, rồi Taara này, kết hợp thành con Mina này luôn. Mà xài kỹ năng không có mất máu giống con Taara nhá. Wow, ba con tướng đập thành một thực sự là cũng hơi bị kim ba bà cháy đấy. Nghe mà hấp dẫn rồi anh em ơi. Nói chung là ông trời tạo ra địa chấn, còn em Mina là trận đấu này là điểm nhấn nha. Nhấn đi. Rồi, đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đông rồi, vui rồi, đông rồi, vui rồi. Từ từ, ôi sao cứ đẩy mình thế nhỉ? Kéo hết vào đây, ôi. Máu tụt kìa anh em ơi. Mina cường hóa chiêu cái. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Trời ơi, 1500 sát thương chuẩn. Triple kill. Thực sự là bất tử rồi, Mình còn nên thêm cái giáp thống khổ để các bạn này đánh mình đấy. Vừa giúp mình hồi máu này, giúp mình có thể là nhiều điểm thù hận hơn để xoay chiêu 1 liên tục này. À không anh em, quên. 10 điểm thù hận anh em lập tức hồi chiêu 1 nha. Lập tức hồi chiêu 1, cường hóa chiêu 1 gây sát thương chuẩn tăng 100% hồi máu. Hồi máu quá ghê luôn. Nếu mà cứ giữ thế này ra mặt bản chính thức ấy, con này nó kiểu nó trâu ấy, nó cực kỳ trâu mà nó cực kỳ khỏe luôn. Cân ba là dễ, xoay hết. Bạn này tự tử không tính. Không tính tiền, tự tay bóp chim. Khó giết lắm, đúng rồi, mình cảm thấy là mình đang bất tử đây. Đúng là một cái điểm nhấn mà nhấn hoài không chết. Với tanh trụ luôn nha. Ôi nhảy như kiểu. Các bạn nhìn thấy trụ bắn mình chưa? Bắn rất là lâu, không có chết. Bất tử. Mà sau khi là ít máu là đi ra farm con lính này gần đầy máu luôn này. Cứ xoay thế này hồi máu anh em ơi. Cực kỳ đáng sợ nếu mà giữ nguyên chất tướng như này ra bản chính thức nha. Có vẻ là chị Gà Đán đang quyết tâm làm hồi sinh những vị tướng bị lãng quên để mà chúng mình chơi. Và sẽ có rất nhiều tướng được làm lại anh em ơi. Bây giờ vừa qua là Omega, rồi Mina, rồi rất nhiều tướng khác. Tất nhiên là MoViet sẽ review các bạn. Oh, nhấn đi các bạn ơi. Trời ơi, đánh làm gì có chết đâu. Mặc dù Alan khắc tinh của tanker, nhưng mà anh em thấy đấy. Ủa, cái gì vậy? Các bạn có thấy là Quyền Vương chết nhanh quá không? Lại thì là wow. Cái gì vậy trời? Đây có phải là hack không nhở? Như kiểu hack ý. Là đi CNS chia này, Tí bố mày tục cáo này. Trời ơi, mình có làm gì đâu, chơi game bình thường for fun thôi mà. Ok, và video clip Mô Việt trải nghiệm Mina trong máy chủ thử nghiệm đến đây là hết rồi anh em ơi. Quá im bà. Thực sự đó là điểm nhấn dã man luôn. Mình để mình xem là bao nhiêu sát thương nha. Hiện tại máy chủ thử nghiệm của Neon thì không để lên kim cương đâu anh em ơi. Bạch kim thôi, kim cương không tìm trận đấu đâu. Nên mình mới tạo đánh lên kim cương là lại tạo đích mới thôi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.